Cây to quá nhỉ? To lắm à? Chưa. Ui, trên này mới còn. Tối hôm qua anh em theo dấu khá là muộn nên là tối quá em không ghi hình lại được. Vừa dưới kia nhìn rõ chỗ này hơi khuất, ở chỗ đây rõ không anh Sơn? Dưới chỗ chị gái mới lại Thuyết đứng kia thì nhìn rất là rõ các bạn. Chưa có khói nó thả rơi xuống. Trên này các bạn, đằng sau cái chỗ ngón tay em lên này. Hôm nay thì thời tiết nó không có nắng nên là nhìn nó khá là khó. Khói đốt lây lên thì thôi. Chỗ này nhìn lên thì nó theo cái chiều bàn tay dọc xuống các bạn, nên là nhìn nó hơi nhỏ. Nhìn ngang từ đằng trên kia sang thì hơn cái chiếu ấy. Ui, đây là cái hướng hướng theo tay em để đây các bác. Cành cây khá là to à. Cứ nhìn nó định muốn rơi xuống ấy. Thì lúc ở dưới thấy ong lên đây thì lên đấy thì rộng, không lên là vòng 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 lên đây thì gian. Từ đây sang đấy nó vào hơn 20 mét thế là nhìn nó cành to nhỉ. Cành to nó mới làm được cái bào to. Để anh phát cái kia. Ôi trời ơi, nhìn ghê chưa? Từ đầu năm đến giờ năm nay, từ năm ngoái nhỉ, năm ngoái năm nay chưa thấy tổ nào to như này. Tổ này làm lâu rồi đấy, tổ to nhỉ. Cái tổ này kiểu có quần áo bảo hộ lên bắt bo sướng anh ạ. Đây các bạn, ở dưới kia là chị gái với lại Thuyết và anh Sơn đang chọn vị trí để chuẩn bị cho bếp lên. To bằng lửa cái cây rồi, nhìn trên này các anh ạ. Chưa. Đây các bác nha, cái bầu mặt ở phía bên trên này. Không biết là mấy hôm nay hơi dầm rét, nó còn ăn mà đông. Nếu không ăn cái tổ này phải tầm trên 20 cân. Nhưng mọi năm những cái tổ nhiều chúng em bắt thì có tổ đến 27-30 cân, những cái tổ to này. Ê, hôm nay anh em có dọa to như cái sọt. Quả này đầy lắm, phải 30 cân sọt này anh ạ. Thế to thế phải tầm dọa chứ. Tính nhá, được chỗ làm bếp chưa? Đây, bếp làm bếp. Hay em lên em ôm đấy, em sờ đó. Em sờ đấy xem. Em vuốt nó xem nó có làm gì em không? Không cần vút keo, không cần vút keo đấy anh ạ. Tắm mà về vẫn tắm, nhưng mà cái kiểu như mình đi cái mật ong nó dính ấy. Nãy thấy điện mà lúc về, lúc đang đi đường ấy thấy điện. Ừ, đây ai biết đấy, xem nào ngắm nào, em ngắm cho nào ngắm chỗ nào chuẩn cho lên đấy. Tí nó lao đập phừng phực đến đi, nó nện anh em mình rẽ đất chạy không biết được. Thôi ối rồi ôi, chạy thì kéo gai lao đến cũng sợ. Ôi còn đi con 7-8 làng ấy, một phát ta cổ. Từ hôm đấy chị Vân sợ. Chị Vân sợ chứ, hôm đầu tiên khác hai vợ chồng đi lần mang hầu. Con nó càng ngày nó càng đến gần. Mình không nhau nó lại càng về gần, nó làm càng quạt đi, nó sợ cái gì. Anh em đang nói chuyện con công các bác ạ. Ở khu vực này thì có khá nhiều cái công, con công rừng ấy, cái loại công công đực mùa này nó đang đi tơ, nó cứ kêu dọc rừng đi. Thế nó hay đi theo người mà anh Sơn nhỉ? Nhưng mà nó không vào gần, nó cứ cách khoảng độ 30-40 mét nó gáy các bác. Đấy. Đấy con công đấy các bác. Đây là công đực, nó gáy theo mùa. Anh em chúng em cứ vào trong này chỉ cần thổi sáo là nó theo. Không cần nhiều đâu, anh Sơn lên cần nhiều. Thôi tập trung đốt khói đừng có trêu công nữa. Bây giờ là
anh em bắt đầu bắt ong các bạn. Nay cả chị gái mới thuyết cùng ở dưới điều chỉnh khói. Lúc anh buông cái này xuống, rơi xuống thì buộc cái này cho anh nhé, thuyết đây. Nâu ra ấy nhỉ? À, ra rồi, ra rồi. Bắt đầu bung rồi đấy. Cây to quá nhỉ. Có mẩy không anh ơi? Lôi mặt ra rồi. Bây giờ ôi dô bộ mật khủng ư anh ạ. To lắm à? Chưa. Vít hết rồi. Để các bác nhìn cái bộ mật. Được rồi, được rồi. Thợ đào này không biết có chùm được hết không đây. Cứ cắt lên một cục đẹp nhỉ. Dọ nó không vừa, anh em muốn lấy cái bộ mật nguyên đây nè. Khát lên tỉ mỉ. Dây vừa bị rơi, em vừa hỗ trợ anh Sơn lấy dây lên các bạn. Vừa dây rơi xuống dưới. Ông chích khắp người các bạn. Tổ này khá dữ đây anh ạ. Ui, chật quá. Chật quá. Cầm được hộ anh con dao. Có. Tổ này to quá các bạn. Ui mật. Chưa. À, cho xuống đi. Ui ô. Kiếp. Dạ mà nó các bạn. Ui. Trên này mới được. Kiếp. Để em xuống dưới nhá. Ừ. Xong chưa? Dao dao có gài được không? Có. Từ từ để anh hướng cái hướng mặt này ạ. Ui, con này tổ này đã già còn đặc nhỉ. Ừ, đặc. Biết đi. Gai. Đây túi ngoài ong mà to này nhỉ. Thưa rồi. Anh vừa bị cái ngòi ong to trêu các bạn cái gai. Mật đang xuống nha các bạn. Anh sợ đâu mật ở cành cây vẫn rơi như mưa ấy. Cởi dây nhá, hãy kéo dây. Cởi dây. Ôi trời ơi. Lên đây. Nhìn này. Dọ đầy. Trên 20 cân anh ạ. Lên đi. Đi xuống trước đi. Hai anh em dập lửa xuống xong. Còn hai coca nước em dội luôn nhá. Ôi, vẫn còn ong bâu đấy này. Gỡ của anh. Ui trời ơi. Kiếp thật. Đây. Đi khoảng không nhìn thấy đâu. 500-700 mét đấy, trên đầu vẫn còn ong đấy. Ui. Đi xuống kia. Đây vẫn còn đốt đây. Đây từ từ. Đỏ hết đầu tai. Đây đây.
trắng hết đi. Đi theo đầu đi. Hai nhà mình đấy, lo đoạn rồi. Chết rồi, bắn xuống rồi. Chiếp. Đi đi đi. Đi. Ba anh em chúng em đang xếp lại đồ các bạn. Chị gái vừa đi xuống cái hướng bên này đi tắt theo kia xuống thì ong nó đuổi mạnh quá anh em ra cái chỗ quang này. Dù nó vít à. Ấy lăng bên dưới lăng. Trời ơi các bạn. Tổ này phải trên trên 20 cân. Nặng lắm. Dù. Các bác so với người xem. 25 26 cân. Cầm một con như đi hội em. Anh em bỏ 24 25 cân nhưng mà hai người ôm này. Ui dù. Dã man mật. Đây bịt hết trắng hết này nhỉ. Bịt hết rồi. Dù cái bảng so với bàn tay. Để cho vào đi. Ê, ê cái mật. Từ 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 từ. Cắt ra này mà vẫn còn vừa này. Quả này mà một mình đi xử lý sao được. Trên cây xuống rồi. Vẫn được, sao mà mình không lấy được cái gì mình lấy cái này không. Vượt cái này ơi. Vượt khiếp, đàn cái rọ cũng vừa tầm. Em bây giờ em không cần gì nữa, em cứ thế đổ được. Ui, giờ mới xem lại chân này. Anh chơi rồi. Ôi nó đốt mấy mồi cũng được à. Cái cây nó cọ mất phẳng ra này. Bây giờ mới thấy đau. Lúc nãy ở trên kia chắc là thấy mật phê. Mất bảng ra rồi. Cái hai cái điểm mình tì vào cái gốc cây nó to quá. Đây. Bên này không sót. Bây giờ thấy sót đấy. Cái tổ ong to này không. Cái gì? Ong á? Còn mấy con? Nó còn đốt không à? Ôi dồi, còn 3 con nữa. Từ từ. Đấy, sao lại lấy ra? Đây. Nó đốt nhiều. Ui nhưng mà chắc. Ui. Còn sao lại? Từ 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 từ. Mày dám cắn à? Mày dám cắn. Con đấy mất ngoài rồi, nó không ấy à, nó cũng sắp mà. Nó đốt xong nó chết một năm này. Yo, không bị. Không ăn thua mấy. Hôm nay cái môi nó vẫn ổn. À hôm nay thì không mặt tiền không vấn đề gì. Nó vào cái mặt tiền này thì không à. Những hình ảnh vừa rồi các bác vừa thấy thì được vợ chồng em cùng với lại các anh ở trong gia đình đi bắt ong. Được vợ chồng em ghi hình lại trực tiếp khi ở trong rừng. Còn bây giờ thì hai vợ chồng em đang ở nhà các bác. Cái tổ ong này rất là to. Anh em lúc ở trong rừng ít khi bắt được cái tổ ong to như vậy. Nên là hôm nay anh em về nhà là đang cá cược với nhau là tối nay khao một chầu bia đây. Chẳng mấy khi là bắt được tổ ong to thì lát nữa em sẽ cân cái tổ ong mà lúc... mấy anh em bắt ở trong rừng đây cho các bác xem là được bao nhiêu cân. Còn ở đây là những cái tổ ong mà anh em chúng em bắt ở những ngày trước. Thì cứ mỗi lần đi được một tổ là một cái sọt đan bằng lứa này các bác. Ở đây là một số đi về trước em treo kia. Cứ nói chung là chỉ treo kia mấy ngày trước thôi. Thì từ rừng về đến nhà hai vợ chồng em cũng tranh thủ đóng ra chai để gửi cho các bác luôn. Mỗi lần chúng em đi rừng thì thường là có lật lâu thì 5-7 ngày, nhanh thì 2-3 ngày hoặc là trong ngày. Rồi thì chúng em đi về trước. Như anh Sơn thì đang ở lại rừng để tiếp tục lần ong rồi các bác. Ở đây là mỗi một tổ là một màu khác nhau các bác. Đối với những cái tổ nhỏ như này thì nó chỉ rơi vào hơn 1 lít mật. Đây những tổ nhỏ này nó vẫn bít trắng này các bác. Không phải là nhỏ mà là mật lon đâu. Thì những cái tổ nhỏ như này chúng em có thể là sẽ gửi cho các bác nguyên tổ bằng cách là đóng vào trong những cái hộp nhựa như này. Còn các bác lấy lít thì vợ chồng em sẽ đóng ra chai như này. Và sẽ dán trực tiếp cái mã hoang dã vùng cao lên trên cái chai này. Cả số điện thoại liên hệ ở trên đây luôn các bác. Hôm qua đi lần mật ong thì cũng được 2 tổ nhỏ nhỏ và
lần được một ít lấm lim xanh. Cái sản phẩm lấm lim xanh từ rừng thì em sẽ làm riêng một cái video để công dụng của lấm lim xanh. Hôm nay thì nói về mật thôi các bác ạ. Những cái tổ như thế này thì vợ chồng em sẽ cho lên để lọc luôn các bác. Dưới này cái xô mật thì vợ chồng em sẽ cho lên cái tổ kia vàng hơn phải không? Cái tổ sẫm màu hơn. Đấy, như cái tổ này, tổ này hôm trước cắt một lửa đi rồi. Đấy, mỗi một cái tổ ong này thì nó có một cái màu riêng các bác. Bây giờ thì vợ chồng em sẽ cân trực tiếp cái tổ mà vừa rồi 3-4 anh em bắt đấy các bác. Di chuyển cái này ra chỗ để xe thì hai vợ chồng em lấy cái tổ mật này về trước. Em đặt lên xem nào, xem được bao nhiêu cân. Nhìn này, ong vẫn còn theo về đây. Ai yo. Còn đấy còn ong non. Non nó cũng có thể đốt mình ấy. nó dính vào tổ. Trong bóng nó vẫn còn bò đầy kia. 22 cân 2 lạng.